Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Hôm 16 tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại Moscow và ca ngợi hợp tác quân sự chặt chẽ giữa hai nước. Ông Putin nói, ông đã đến Nga sau chuyến thăm của người bạn lớn của chúng tôi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Mối quan hệ giữa hai nước chúng ta đang phát triển rất tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục và giữa các cơ quan quân sự. Ông Putin cho biết, Nga và Trung Quốc thường xuyên trao đổi thông tin thông qua các cơ quan quân sự và tiến hành các cuộc tập trận chung. Ông cũng nhận định, hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất góp phần củng cố quan hệ chiến lược giữa hai nước. Người đứng đầu nước Nga thông tin, các bộ quốc phòng của chúng ta đang làm việc tích cực. Chúng ta thường xuyên trao đổi thông tin hữu ích, hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, tổ chức các cuộc tập trận chung ở nhiều khu vực khác nhau, cả ở Viễn Đông, châu Âu, trên biển, trên bộ và trên không. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc khẳng định, hợp tác giữa Bắc Kinh và Moscow đang phát triển tốt đẹp và đóng góp cho an ninh khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc cũng cho biết, gần đây, hợp tác giữa Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật quân sự đang phát triển rất tốt, và điều này đang đóng góp to lớn cho an ninh toàn cầu và khu vực. Ông Lý nhấn mạnh, Nga là quốc gia đầu tiên ông đến thăm kể từ khi ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Ông Lý nói thêm, đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tôi. Tôi đặc biệt chọn Nga cho chuyến thăm này để làm nổi bật tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ song phương giữa hai nước chúng ta. Ông Lý Thượng Phúc đến Nga chỉ vài tuần sau chuyến thăm Moscow của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng trước. Trong hai ngày hội đàm, lãnh đạo Nga, Trung đã ca ngợi kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương và thảo luận về những đề xuất của Bắc Kinh nhằm giúp chấm dứt cuộc xung đột Ukraine. Những năm qua, Moscow và Bắc Kinh liên tục tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Mối quan hệ càng trở nên khăng khít hơn sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát hồi tháng 2 năm 2022. Đầu năm nay, Bắc Kinh công bố tài liệu 12 điểm về xung đột Nga-Ukraine, trong đó kêu gọi các bên cần hỗ trợ Moscow và Kiev nối lại đối thoại giải quyết khủng hoảng. Trung Quốc bày tỏ phản đối sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ người dân vô tội. Nước này cũng phản đối những lệnh cấm vận đơn phương không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua. Nga ủng hộ kế hoạch hòa bình của Trung Quốc. Tuy nhiên, EU-NATO cho rằng những đề xuất Trung Quốc nêu ra phản ánh không đầy đủ về cuộc chiến và Bắc Kinh không đủ độ trung lập để hòa giải. Trung Quốc đến nay vẫn không áp trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự, bất chấp sức ép từ phương Tây. Trước đó, chiều 20 tháng 3 năm 2023, theo giờ Moscow, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Nga trong khuôn khổ chuyến thăm từ 20 đến 23 tháng 3. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ 3, được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho quan hệ song phương Nga-Trung. Sau khi đến thủ đô Moscow, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Nga của ông sẽ có kết quả tốt đẹp, tạo động lực mới cho sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung-Nga trong thời đại mới. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Nga là láng giềng tốt, núi sông liền nhau và là đối tác tin cậy. Ông Tập Cận Bình cũng khẳng định rằng Trung Quốc sẵn sàng cùng với Nga kiên quyết bảo vệ hệ thống quốc tế, lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm, thúc đẩy trật tự thế giới đa cực và dân chủ hóa các quan hệ quốc tế, góp phần vào sự phát triển của thế giới theo hướng công bằng và hợp lý hơn. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Nga với tư cách là các cường quốc lớn và là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong giải quyết các vấn đề quốc tế khu vực. Trước chuyến thăm, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đều có những bài viết đăng trên các tờ báo uy tín của Trung Quốc và Nga. Hai bên đều đánh giá cao kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo ra bước đột phá cho quan hệ Nga-Trung trong bối cảnh phương Tây gây sức ép đối với cả Nga và Trung Quốc. Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc họp không chính thức ở Điện Kremlin vài giờ sau khi ông Tập đến sân bay ở ngoại ô thủ đô Moscow và bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước từ ngày 20 đến 22 tháng 3. Tổng thống Nga gọi Chủ tịch Trung Quốc là người bạn thân thiết và khẳng định chuyến thăm của ông Tập mang tính biểu tượng. Ông Putin cho biết đã nghiên cứu đề xuất hòa bình Ukraine do Bắc Kinh công bố và bày tỏ tôn trọng những giải pháp do Bắc Kinh đưa ra. Ông Putin nói, chúng tôi luôn sẵn sàng đàm phán và chúng ta sẽ thảo luận những vấn đề như vậy. Ông chủ Điện Kremlin thêm rằng, Nga có phần ghen tị về quá trình phát triển nhanh chóng của Trung Quốc suốt hàng chục năm qua. Trung Quốc đã xây dựng hệ thống phát triển kinh tế và củng cố đất nước rất hiệu quả,
vượt xa nhiều quốc gia, Tổng thống Putin cho hay. Mặt khác, ông Tập Cận Bình bày tỏ, Tổng thống Putin thân mến, tôi luôn gọi ngài là người bạn thân. Tôi rất vui mừng được đến Nga một lần nữa theo lời mời của ngài, đặc biệt là sau khi đắc cử Chủ tịch Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông Tập cũng ca ngợi quan hệ song phương và nhấn mạnh Bắc Kinh cần phối hợp chặt chẽ hơn với Moscow trên nền tảng đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Chủ tịch Trung Quốc cũng đề cập đến cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024. Sự lãnh đạo mạnh mẽ của ngài giúp nước Nga có những bước tiến đáng kể và đạt nhiều thành tựu những năm qua. Tôi chắc chắn là người dân Nga sẽ thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với ngài trong nỗ lực tốt đẹp này, ông Tập phát biểu. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc không phải là dấu hiệu cho thấy ông Putin sẽ tranh cử vào năm sau, nhưng nói rằng giới chức Nga cũng chia sẻ sự tin tưởng của ông Tập vào khả năng lãnh đạo của ông chủ Điện Kremlin. Tổng thống Putin đến nay chưa xác nhận liệu ông có tiếp tục tranh cử năm 2024 hay không. Hai lãnh đạo sẽ họp chính thức tại Điện Kremlin trong ngày 21 tháng 3. Nga và Trung Quốc nhất trí về mối quan hệ đối tác chiến lược không giới hạn hồi tháng 2 năm 2022 khi Tổng thống Putin đến Bắc Kinh dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông vài tuần trước khi Moscow mở chiến dịch ở Ukraine. Hai bên sau đó nhiều lần khẳng định sức mạnh mối quan hệ. Kim ngạch thương mại song phương năm 2022 vượt 190 tỷ USD, tăng 29,3% so với năm trước đó. Nga là nhà cung cấp dầu lớn nhất của Trung Quốc, nhà cung cấp khí đốt qua đường ống lớn thứ hai và nhà cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng lớn thứ tư. Giới chuyên gia nhận định, Nga và Trung Quốc đang xích lại gần nhau hơn trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây ngày càng gia tăng. Nhiều quan chức phương Tây cho rằng quan hệ đối tác với Trung Quốc là một trong những yếu tố quan trọng giúp Nga chống chọi loạt lệnh trừng phạt chưa từng có. Trung Quốc giữ quan điểm không lên án chiến dịch của Nga tại Ukraine. Bắc Kinh ngày 24 tháng 2 công bố tài liệu 12 điểm về xung đột Nga-Ukraine, trong đó kêu gọi các bên hỗ trợ Moscow và Kiev nối lại đối thoại giải quyết khủng hoảng. Nga hoan nghênh đề xuất trong khi phương Tây tỏ ý hoài nghi về ý định của Bắc Kinh. Kể từ khi nhậm chức Chủ tịch Trung Quốc năm 2013, ông Tập đã trực tiếp gặp ông Putin 40 lần. Trước chuyến thăm của ông Tập, lần gặp gần đây nhất của hai lãnh đạo diễn ra tháng 9 năm 2022 bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO tại thành phố Samarkand của Uzbekistan. Sau đó một ngày, tức vào ngày 21 tháng 3, giữa hai lãnh đạo Nga và Trung Quốc đã có cuộc hội đàm bàn kế hoạch chi tiết mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung-Nga trong những năm tới, theo Tân Hoa Xã. Các chủ đề chính được thảo luận trong cuộc gặp dài 4 tiếng rưỡi giữa ông Putin và ông Tập tại Điện Kremlin ngày 20 tháng 3 là về hợp tác song phương, cuộc chiến ở Ukraine và kế hoạch hòa bình do Trung Quốc đề xuất, Tân Hoa Xã và hãng thông tấn TASS đưa tin. Ông Tập nhấn mạnh lại mối quan hệ đối tác không giới hạn giữa Trung Quốc và Nga, khẳng định xu hướng chung về tăng cường hợp tác chiến lược giữa Trung Quốc và Nga không thay đổi, theo Tân Hoa Xã. Ông Putin khẳng định sẵn sàng tiếp tục tăng cường hợp tác thực chất song phương, tăng cường giao tiếp và hợp tác trong các vấn đề quốc tế. Ông Tập mời ông Putin sang thăm Trung Quốc cuối năm nay, phía Nga nhận lời. Về vấn đề Ukraine, ông Tập nhấn mạnh rằng hầu hết các quốc gia ủng hộ giảm bớt căng thẳng và đàm phán. Trung Quốc phản đối việc đổ thêm dầu vào lửa. Ông Tập cũng nhắc lại việc Trung Quốc đã công bố một tài liệu về lập trường với cuộc khủng hoảng Ukraine, ủng hộ giải pháp chính trị, bác bỏ tâm lý chiến tranh lạnh cũng như việc trừng phạt đơn phương. Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy giải pháp chính trị cho vấn đề Ukraine. Phần mình, ông Putin nói rằng Nga đánh giá cao lập trường kiên định và cân bằng của Trung Quốc đối với các vấn đề quốc tế lớn. Ông Putin nói rằng Nga đã nghiên cứu kỹ lập trường của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho vấn đề Ukraine, đánh giá đề xuất của Trung Quốc dựa trên các nguyên tắc công lý và cam kết tuân thủ các điểm cơ bản của luật pháp quốc tế, và Nga chắc chắn sẽ thảo luận. Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định sẵn sàng đàm phán, hoan nghênh vai trò xây dựng của Trung Quốc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!